Amazing. Ok, và hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình và mình là Đô đây. Ok, và ngày hôm nay thì clip của chúng ta sẽ đến với một tựa game Tycoon anh em ạ. Đây là City Tycoon, wow, nghe thôi là kiểu chắc chắn là kiểu xây dựng thành phố rồi anh em ạ. Ok, và trước giờ thì mình nghĩ thật sự là mình không có hứng thú về cái tựa game Tycoon cho lắm, thật sự là như thế. Mấy tựa game Tycoon nó kiểu nó rất là nhạt ấy. Đấy nên đâm ra là mình cũng không hứng thú cho lắm, nhưng mà ok, ngày hôm nay mình kiếm được một tựa game và mình thử vào trải nghiệm thử xem nó như thế nào. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ nhập là city name. Chắc phải nhập là đưa đẹp trai. Thành phố đưa đẹp trai anh em ạ. Ui, đọc cái tên thôi là đã thấy là thành phố này là biết chủ chủ sở hữu là đẹp trai đấy. Chơi. Ok, chúng ta sẽ có gì đây? Statutorio. Bắt đầu hướng dẫn. Build. Wow, mình sẽ build một cái nhà và chúng ta sẽ được cộng một population là cộng một dân số đấy anh em ạ. R là rotate hả? Mình thì mình thích là hướng ra ngoài này hơn, lại hướng ra biển này nữa, hướng ra cái ánh sáng mặt trời hơn, bởi vậy mình sẽ xoay xoay cái nhà lại nhé. Xoay cái nhà lại để cho nó hướng ra bên này cho nó đẹp. Đấy, quan trọng là vẫn phải là phải đẹp. Ở đây thì nó có giới hạn rồi, vậy thì chúng ta sẽ xây nó sát sát ngoài này đi để trừ cái đường đi nữa anh em ạ. Đấy, chúng ta đã có được một cái nhà. Rồi, tiếp theo chúng ta có gì đây? Build business inquiry. Mua tiếp ạ. Wow, cái nhà này sao nhỏ dữ vậy? Nhà này kiểu là một cái nhà chung cư à, nhà này nhà hai tầng mới là nhỏ xíu vậy. Ok, mua luôn. Rồi, chúng ta đã có thêm một cái nhà. Hai cái nhà rồi và hai cái nhà này sẽ sinh tiền cho chúng ta đây anh em ạ. Wow, chúng ta sẽ mua tiếp vậy để coi có cái nhà nào không. Nhà này thì cộng rồi. Ui, chúng ta sẽ thay xây một cái đúng kiểu thành phố luôn em ạ. Cái này là khu nhà này, bên này là decorate là trang trí này, bên này là hệ thống kiểu như là mấy cái gọi là gì ta, kiểu như là nhà cháy báo cháy rồi mấy cái kiểu như đồ công cộng đấy, là kiểu kiểu vậy đấy, kiểu như đồ công cộng ấy. Ở bên này là kiểu đồ trang trí xịn sò, mấy cái mà gọi là bự siêu to khổng lồ. Wow, ở bên này chúng ta sẽ có những cái cửa hàng, những cái shop. À, vậy là cái này là cái shop kiếm tiền anh em ơi. Đấy, cái này là cái shop kiếm tiền, còn hai này là cái nhà để tăng dân số. Wow, được phết nhờ. Rồi, ok, và chúng ta sẽ đang có hai dân số này nhưng mà mình không đủ tiền để mua anh em ạ. Đấy, để anh em mua được những cái này thì anh em phải cần đạt đủ dân số. Ok, cái này là để tăng dân này, cái này trang trí, cái này đồ công cộng, cái này là những cái công trình kiến trúc vĩ đại, những cái này là những cái cửa hàng để anh em xin tiền. Còn cái này cái đường, wow, đường thì mình sẽ chơi luôn đường này cho nó ngầu. Đấy, mình đã chuẩn bị sẵn rồi nè, mình tính sẵn rồi, kiểu gì chả có mấy cái đoạn này. Rồi, xây cái đường nhỏ nhỏ với bé xinh xinh. Trời ơi, bụi dữ vậy, ô nhiễm môi trường hết, cái này không được. Wow, hể, chưa gì có xe cứu thương gì cha. Xe cứu thương hả? Ê hey, bạn ơi, nhà mình mới xây, bạn đã cho xe cứu thương chạy qua cho kỳ bạn. Kỳ lắm luôn, mới xây cái đường thôi mà đã có xe cứu thương chạy rồi, trời gì kỳ dữ vậy. Ok, mình sẽ tiếp tục xây một cái gì đây, video render. Chỗ này bán video hả? À, bán video, ok, mình sẽ làm một cái phố riêng luôn, gọi là phố video đấy. Một nơi để gọi là mua bán hàng hóa, còn một nơi gọi là để cho dân nó ở. Đấy, anh em thấy chắc không? Đây, mình sẽ bắt đầu xây từ bên này đi. Rồi, xây sao cho nó phù hợp với cái đường thế nào. Ở đây có vẻ ổn nha, rồi quất luôn. Trời ơi, đấy, xây thêm tí đường nữa nào. Wow, nối vào. Hey, đấy, nối tới đây luôn. Thấy tiền anh em ạ, à, nhà nghèo ba má đông. Trời ơi, khổ lắm cơ. Anh ơi, kiếm tiền hộ em với anh ơi. Thôi, nhà nghèo xây được nửa thôi anh em ạ. À, xây được tới đây. Wow. Thì đây là một tựa game Tycoon mà mình đánh giá khá là cao khi mà nó cho anh em tự động thiết kế luôn. Nếu như những anh em nào mà chơi Tycoon trước giờ thì anh em có thể thấy là nó sẽ theo một cái quy luật gọi là admin nó làm, nó bảo anh em xây gì thì anh em xây cái đấy. Nó theo như một cái quy luật vậy đấy. Kiểu như càng ngày anh em càng xây theo kiểu của admin để thành một cái công trình gì đấy. Nhưng mà cái này thì anh em tự động xây, tự đặt vị trí, tự xây gọi là thích xây cái gì xây cái đấy. Ok, và đây là một tựa game mình đánh giá khá là cao. Đây, một tựa game Tycoon là nó phải chắc như thế này anh em ạ. Chứ còn ba cái Tycoon mà cứ xây rồi click vào để cho nó xây thì thôi nhạt lắm anh em ạ. Đấy, bởi vậy ở đây thì anh em có thể thấy là nó admin làm đồ họ cũng khá là đẹp. Nếu mà admin thêm được buổi sáng buổi tối vào thì lại ngon hơn anh em ạ. Ui, ngon xịn sò đấy.
Ok, và sau một khoảng thời gian chờ đợi cày cuốc thì cuối cùng mình cũng đã gọi là xây được một cái thành phố siêu to khổng lồ anh em ơi. Wow, thì như anh em thấy này, đây là một cái khu gọi là khu dân cư đấy, khu dân cư nhìn một cái khu rất là xịn sò đúng không anh em? Đấy, khu dân cư nó sẽ kéo dài đi qua đây luôn anh em ạ. Wow, rất là nhiều ngôi nhà to bự luôn. Đấy, ở bên này thì chúng ta sẽ có những cái nhà tạp hóa rồi cũng như cà phê, những cái nơi buôn bán rồi bất động sản kinh doanh các thứ đấy, trạm gì là trạm xăng này đấy, nhà đồ xây rất là nhiều xịn sò. Ở bên này thì chúng ta sẽ có những cái nơi công cộng như kiểu là gì đấy, bệnh viện này đấy, bên cạnh bệnh viện chúng ta có hẳn cái nghĩa trang luôn, bên cạnh nghĩa trang chúng ta lại có tiếp một cái gọi nhà thờ luôn. Ôi rồi ôi anh em thấy mình không, sắp xếp được có toàn tính cả anh em ạ. À, đấy có tất cả đều có sự tính toán cả. Ở đây chúng ta có một cái house house là nhà gì ta, nhà ngày một cái gì thì đấu giá hả, mình nghĩ là vậy. Ở đây thì chúng ta có fire station đấy, kiểu như gọi là bên cạnh nghĩa trang luôn, rồi có sự tính toán cả ở đấy. Rồi ôi hợp lý không cơ chứ. Thật sự game này theo mình đánh giá là một tựa game khá là hay, với những cái model nhà nhìn rất là đẹp và xịn sò nè. Ui anh em nhìn này, nhìn nhà rất là đẹp luôn, xịn sò vãi đái luôn anh em ạ. Ui chắc mình phải học hỏi mấy cái nhà, gọi là mấy cái model này để làm nhà luôn anh em ạ. Đấy, ở đây chúng ta có một cái gọi là như kiểu là một cái sân vận động mà một cái nhìn nó rất là xịn sò, mình nói chung là mình không biết là cái khu này là khu gì luôn em, mà cái nhà này nhìn rất là đẹp và to luôn đấy. Ở trong này chúng ta sẽ có gì đây, wow một cái nhà siêu to khổng lồ. Ui trời ơi, lại thêm một cái nhà hình tròn này nữa, wow hình nhà bánh kem anh em ạ. Ok, và chúng ta sẽ coi thử còn cái gì đắt nhất mà chúng ta hút luôn em ạ. Đây, ở đây mình đã có cái nhà đắt nhất là 25.600 đồng. Wow đắt dữ vậy. Ok mình sẽ quất luôn ở đây luôn anh em ạ. Quất luôn ở đây luôn đi. Rồi đấy, cho luôn vào đấy luôn. Ê vào luôn đi em, hai cái nhà luôn, đổi màu sắc tí nào. Ba cái nhà mình giàu mà, mình giàu mà đúng không anh em. Ui trời ơi, tiền quá là nhiều đi ha, tiền nhiều thế này thì để làm gì ấy, cứ quất hết đi. Ui giờ hết chỗ rồi, chỉ sợ hết chỗ thôi chứ tiền thì không lo anh em ạ. Ok đấy, giờ đổi qua cái nhà nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh. Rồi bên cạnh, ui trời ơi, tự dưng ra một dãy như thế này là có cái nhà màu lạc lòi nó lọt vào vậy. Màu này xấu quá, đổi màu. Tự dưng người ta đang màu đỏ đẹp thì ông chui vào vô duyên dữ không. Sale này. Rồi cho vào đây luôn. À, đây đấy, hợp lý không? Quá là hợp lý luôn chứ ha. Rồi, ôi đúng bài luôn em ạ. Một dãy chung cư siêu to khổng lồ, gọi là khu bên này là khu nhà nghèo này đấy, khu gọi là tầng 1, tầng 2 thôi, khu gọi là khu la rách đấy. Còn bên này là khu chung cư, ui toàn là 2 3 tầng trở lên không, mà đấy xịn sò không. Wow đúng kiểu khu nhà giàu luôn em ạ. Còn bên này chúng ta gọi là khu siêu giàu, toàn là cái mấy nhà mà vãi đái không à, siêu to khổng lồ không, là ở bên này hết anh em ạ. Đấy khu siêu giàu là bên này hết nhá, mình sẽ để hết bên này. Trời ơi, đây là khu siêu giàu nha anh em. Wow, với một cái nhà khổng lồ như thế này thì anh em liệu là nghĩ là nó chứa được bao nhiêu người? Nhưng dã man thật sự anh em ạ, một cái nhà quá là khổng lồ đi. Rồi nhét thêm cái nhà này được được không bạn? Nhét đi, cho mình nhét thêm cái nhà này thôi. Ôi trời ơi, người gì? Nhà cái game này có một cái mình không thích đó chính là cái phạm vi ô đặt của nó rất là hay xui. Kiểu cái nhà này nó đặt kiểu nói chung là cái vị trí cái ô đặt của nó chơi không, nó không có được thoải mái anh em ạ. Bên này chúng ta có những cái công trình công cộng như cái school này, school ngay gần đường ray luôn. Ui thế này là không hợp lý anh em ạ, trẻ em nó đi ra thế này là tàu lửa nó hút nó đi luôn anh em ạ. Đấy như thế này là không được, chắc mình phải bỏ rồi, mình phải làm lại cái nhà mới thôi. Rồi school của chúng ta sẽ đặt một cái nơi nào đó cho nó an toàn cho những đứa trẻ đấy, an toàn cho những đứa trẻ. Rồi đặt ở đây đi, có vẻ ổn. Rồi quá là hấp dẫn, quá là đủ luôn rồi. Bên này là nhà ga hả, train station, như kiểu là cái nơi vận chuyển máy bay à, hay là cái gì ấy, kiểu sân bay hay là nhà ga gì đó mình không rõ cho lắm. Đấy ông nào biết thì nhớ comment bên dưới, tôi giỏi tiếng Anh lắm. Ok ở đây chúng ta sẽ có thêm mấy cái nhà máy nè. Wow nhà máy siêu to khổng lồ. Wow ok, và mình sẽ để cái khu giữa này cho cái nhà máy đi. Wow nhà máy to dữ vậy cha. Hey hello hello bạn, bạn ơi. Ui ông là cái xe gì mà nhìn như kiểu cái quay thử thách à, lộ lộ nhìn như kiểu là cái nhiệt kế vậy. Bậy. Ở đây chúng ta có một xe cứ chữa cháy. Hay anh ơi, anh đi đâu anh? Hay anh đi đâu vậy? Hế hế ấm mà là xì bùa. Wow anh mắc con mẹ nó luôn. Amazing thật sự, căng nha, được nha. Ôi anh xe xe chở rác rồi, anh đi đâu anh? Hay đừng đừng bảo mắc luôn như anh kia chứ. Ô wow mắc luôn anh em ạ. Amazing thật sự.
Ok, thì ngoài ra chúng ta còn có những cái decorate, những cái khu trang trí nhìn rất là đẹp. Chắc mình sẽ để một số cây cảnh độ gần cái khu nghỉ trang cho người ta họ yên nghỉ anh em ạ, đấy họ thoải mái họ yên nghỉ. À, chúng ta sẽ để cây cảnh ở bên này đi, đấy cây bên này đi cho nó đẹp. Rồi thêm cái cây này, à, cục đèn giao thông này chứ ha, quên để cục đèn giao thông đó, là chúng ta phải để cục đèn giao thông ngay ở ngã tư này điểm lúng này. Nhưng mà thôi, chắc dân số của mình nó đang còn khá là vắng nên mình không cần phải để cục đèn giao thông đâu anh em ạ. Đây để cục đèn giao thông ngay ở đây đi. Đây dừng đèn lại đi cha, thấy đèn xanh đèn đỏ không, đèn đỏ kìa, dừng dừng. Ủa, công an éo gì, ui công chạy quá ngã tư mà ông chạy như kiểu bố đời vậy, không kiểu quan tâm ai luôn. Mình coi có cái tai nạn giao thông nào không ta. Đấy, mấy anh ơi, ui xe này đâu ra vậy hế, mấy anh có tông xe, ui ui mấy anh tông kiểu gì mà tay lại bột qua luôn vậy mấy anh. Ok, ở đây chúng ta sẽ còn gì đây, để coi nào. Wow, một cái này là gì, plaza hả, một cái vùng đất gì đấy hả. Mình không biết cái này là cái gì cả, họ đặt nó luôn ở đây đi. Nhiều tiền mà, tiền nhiều để làm gì. Mình chẳng rõ cái này là cái gì anh em ạ, anh em nào biết thì comment bên dưới nha. Rồi, ở đây chúng ta có một cái bảng chỉ đường này, nhìn cũng khá là xịn sò con bò này. Wow, chỉ luôn. Rồi vào đây. Còn nguyên cái khu đất trống này mình làm gì ta. Gọi là hết ý tưởng rồi thì chúng ta sẽ qua nhà của những người chơi xung quanh để có thể là xem từ ý tưởng của họ như thế nào, và chúng ta sẽ gọi là học tập theo anh em nhé. Ok, và mình sẽ chạy qua nhà của bạn bên cạnh đây, là bạn cái gì đi, cái bu hả. Ôi giời ơi, à, cái bu đọc ngược lại là cu. Nhầm nhầm, các ông đừng có nghĩ bậy với tôi, không, tôi không có nghĩ bậy thế đâu. Wow, bạn là sao nhìn rất là đẹp và xịn sò anh em ạ. Wow, ui xịn thế, đẹp dữ bạn, bạn ơi qua say hộ mình với bạn. Wow, đẹp thật sự nên mà cái khu nghĩa trang này, wow nhìn nó rất là chắc chơi người dân. Wow amazing, đẹp thế. Hey bạn ơi, bạn bạn cu lộn cái bu ơi, bạn cái bu không có ở đây anh em. Ôi chẳng bù với thành phố của mình, nó như một đống hỗn tạp vậy anh em, thề luôn. Ôi thật sự. Ok, và chúng ta sẽ xây thêm cái nhà đây. Phui tăng là như kiểu một cái nơi để chứa, gọi là chứa dầu vậy, kiểu vậy. Wow, to dữ vậy hả. Chắc chúng ta sẽ nhấu nó ở đây, để bên cạnh cái nhà máy luôn. Hello. Đấy, nhét vào đấy luôn. Làm thêm cái nữa, hai ba cái cho nó dầu anh em ạ. Đấy, làm thêm cái nhà máy bên này nữa, siêu to khổng lồ luôn. Rồi, đúng bài luôn. Trời ơi. Ui sao ơi. Đấy, khu ở giữa này sẽ là khu công nghiệp này. Chúng ta còn có gọi là gì đây, nhà máy power, nhà máy năng lượng hạt nhân gì á, mình không rõ cho lắm. Ở bên này chúng ta còn gì đây, nuclear power, ghê quá, cái này phải mua bằng robot anh em ạ. Ngoài ra chúng ta có mấy cái đường rồi, đường thì hiện tại có ba đường thôi, nó cũng khá là ít. À, tạp hóa thì không biết là cái tạp hóa đắt nhất là cái gì nhỉ. Ui đắt nhất là cái này rồi anh em ạ. Ôi mình đã mua luôn rồi, mua thêm cái này nữa đi. Ôi nhà này siêu to khổng lồ anh em ạ, thấy to 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 là mình cứ quất vào thôi, mình là thuộc cái dạng là thích mấy cái to 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 luôn. Đấy, cái nào to là mình cứ quất hết anh em ạ, vì mình giàu mà. Rồi quất thêm cái này nữa. Đấy, trời ơi đúng kiểu siêu to khổng lồ luôn, mình quất nguyên một clip bên này thì đúng bài luôn anh em ơi. Rồi, hello, hello. Để ở đây có an toàn không ta? Thôi chắc là không an toàn, mình sẽ để bên này đi. Đường ray người ta chạy, nhiều khi chạy ra nó làm cho một nháy thì đúng bài luôn, đi về với tổ tiên đất mẹ luôn. Rồi bên này chúng ta có 5 cái gọi là nghĩa trang, chắc đủ để chứa chừng 1.114 người rồi. Ok, thì để chơi được, để gọi là anh em mua được những cái đồ vật ấy, thì anh em phải yêu cầu là đạt được cái số người, để số dân cư của anh em thì anh em mới mở được. Và mình đã đạt được 1.114 thì gần như là mua được hết rồi anh em, cái gì mình cũng mua được hết rồi. Đấy, chẳng còn cái gì mình không mua được. À, ở đây chúng ta có gì đây, những cái công trình vĩ đại. Wow, công trình siêu to khổng lồ. Đặt ở đâu ta, cái siêu to khổng lồ này phải đặt ở đâu ta, đặt đây cho nó đẹp đấy. Ôi thấy đúng kiểu siêu to khổng lồ luôn. Ôi hai cái nhà này mà nó ngã, nó đè xuống một phát thì đúng bài luôn, nó ngã hết vào đây nhỉ. Ôi đúng bài luôn ấy. Wow, quá là dã man. Ok, và có lẽ là mình sẽ kết thúc video tại đây thôi, và anh em thấy tự game là như thế nào. Riêng mình thì thấy khá là xịn sò, rất là ít game làm được cái kiểu tycoon như thế này. Kiểu tycoon hiện tại bây giờ nó kiểu nó rất là kiểu theo một cái quy chuẩn anh em ạ, kiểu như là
admin là bắt là bạn phải xây ngay tại vị trí đấy, xây cái gì ngay tại vị trí đấy là bắt buộc luôn đấy. Nhưng mà ở game này thì khác, anh em thích xây kiểu gì cũng được, thích xây nghĩa trang gần bệnh viện là quốc luôn đấy, thích xây kiểu gì là mình cứ xây thôi đúng không đấy, đâu cần thiết là thằng nó ép buộc đâu. Ok, và đây là tựa game City Tycoon, và những anh em nào muốn trải nghiệm thử thì mình sẽ để link dưới phần mô tả cho anh em bấm vào thử và hãy cùng vào và gọi là xây thành phố cùng mình nhá. Ok, và bye bye mọi người, và chúc mọi người một ngày vui vẻ. Bye bye.